Siêu bông bình lợi đang là một cái giống mai mà phải nói sưu tầm rất là nhiều, và phải hình hầu như là rất là nhiều cái lô ghép. Cái lô này là ghép gần nhất ở đây đó, cả nhà xem nè, sau mấy lô kia. Mặc dù vậy thì quý khách cũng vẫn có nhu cầu rất là nhiều để mình sưu tầm giống. Bởi vì sao nè, em giới thiệu thêm cho cả nhà mình ha, cái dòng siêu bông bình lợi này nó mạnh dữ lắm, nó rất là mạnh và phơm bông nó cực kỳ đẹp luôn. Hoa của nó dao động từ 8 cho đến là 16, 17 cánh ha, bông chùm và thơm. Thì bây giờ là hầu như là ai cũng đang sưu tầm cái dòng này, bởi vì hoa nó quá đẹp và nó lâu lâu tàn đó mọi người. Đó, và do đó thì cái nhu cầu mai giống của bên Huỳnh đó, đây em ghép nè, bây giờ nó còn non bo ha, nó chưa có già bo lắm nha cả nhà. Đó, nó chưa có già bo lắm nè, nhưng mà đổi lại mấy cái lô này nè, cái gốc á là nó rất là quái và nó đủ đa dạng luôn. Nói chung là nó có quấn rễ nha, và to, cái gốc nó to chứ nó không có nhỏ ha. Rồi, nó to là nó xem á là mấy ngón tay em với to ngón tay em ha. Rồi đây cả nhà, nó cao tầm khoảng cỡ gan cho đến gan mấy tay của Huỳnh thôi. 100.000 một cây, 3 cây em Huỳnh bao ship, 10 cây em tặng một. Và quý khách thông cảm giùm em á là bo nó chưa có già mà em gửi, với lý do là thật sự đang rất là hút về siêu bông bình lợi luôn. Và vườn của Huỳnh là bao giống cho mình nha, tất cả các cái loại mai bên vườn Huỳnh em đều bao giống cho mình. Đó, đây siêu bông bình lợi ha. Đây dòng mai Nhị Ngọc Toàn khách ơi. Và Nhị Ngọc Toàn là một cái trong những cái dòng mai giáo đột biến ha. Đây có một cánh nó đang điểm vàng nè cả nhà, còn những cánh còn lại thì nó có viền vàng ở giữa ha. Rồi một số thì nó như thế này đây. Hôm nay thì nó hoa nó đang nở hoa nè. Đó, hoa nó thơm nha, 8 đến mười mấy cánh luôn cả nhà. Cái nhị nó rất là rõ nét luôn á. Rồi bông chùm luôn. Và rồi Quỳnh đang có một cái lô mai Nhị Ngọc Toàn giống đó, để cho cả nhà mình sưu tầm về lấy một ít bo. Chiều cao tầm khoảng cỡ gan đến gan rưỡi tay của Huỳnh thôi đó, nhưng mà nó cũng sưu tầm lấy bo được. Bởi vì là Quỳnh thấy cái màu da lương nè, đó nó đã đa số nó đã già bo rồi. Thì giờ mình sưu tầm giống thì nó chỉ có tầm này thôi nha khách ơi. Cây á, bây giờ là nó quấn rễ nè, được quấn rễ cái gốc á, em ghép với những cái gốc quấn rễ nó rất là đa dạng luôn. Đó, em lấy một số ra cho cả nhà mình xem nha. Nói chung là không có lựa gốc, nhưng mà nó sẽ đều có quấn rễ lộn xộn như vậy cho quý khách nè. Đó. Rồi, 100.000 một cây, 3 cây em Huỳnh bao ship và 10 cây em tặng một. Đó, với dòng Nhị Ngọc Toàn á cả nhà, thì nó là một trong những cái dòng mai sinh trưởng mạnh ha, và dễ chăm và lạ nữa. Có khi thì nó sẽ nửa bên á, nửa bên cái bông á là nó sẽ màu vàng không, và nửa bên còn lại nó sẽ là màu kem, hoặc có khi là màu trắng, cánh trắng rồi nó lại viền á, viền cái đường vàng như thế này. Rồi, và quý khách mình sưu tầm thì nhanh tay liên hệ với Quỳnh đó. Bởi vì cái dòng này á là nó đang được rất là nhiều quý khách yêu thích luôn. Đây cả nhà, cây thì nó không có bự lắm nha, nó không có bự lắm cả nhà, bởi vì đây là hàng giống ha, để mình về mình sưu tầm mình lấy bo, hoặc là mình trồng đất thôi cả nhà. Thì giống thì nó như vậy là tương đối là cứng cáp rồi ạ. Vườn Huỳnh hôm nay giới thiệu những cái loại mai giống khác nhau cho quý khách sưu tầm. Và rồi đầu tiên đó là dòng mai giảo tử sắn, thì dòng mai này rất là được nhiều người sưu tầm, và tới bây giờ thì vẫn có nhiều quý khách là không tin đây là dòng mai nó tự nó quăng. Thì quý khách thấy là đọt non nó ra nó quăng nè, mình không có dùng cái dây kẽm để mình uống ha, và nó quẳng cả thân luôn. Đó, nó quẳng cả thân luôn cả nhà. Đây hoa của nó đạt từ 7 tới 12 cánh nha, bông chùm chùm luôn. Cái này thì Quỳnh không có lãi lá, và thời điểm này thì Quỳnh có cái lô này để cho quý khách sưu tầm trồng đất hoặc là mình lấy bo luôn. 100.000 một cây ha, ba cây là em Huỳnh bao phí vận chuyển và 10 cây thì em tặng một luôn. Đó, một số cây em cho cả nhà xem một số cây như thế này nè, cứ 3 cây là bên em bao ship ha, 10 cây em tặng một luôn. Cây đang nằm trong cái chậu C6 luôn ạ, ghép với gốc mai vàng quấn rễ ha. Nó quấn rễ thì đây quấn rễ như thế này. Gốc thì không có to lắm nha, nó không có to lắm, nhưng mà bo rất là mập mạp và khỏe luôn. Rồi ai thích thì mình chọn cái dòng này. Trời ơi coi nè, quá trời hoa luôn cả nhà. Đó, đang trong cái giai đoạn này nó có nụ nhiều quá khách. Rồi ha, ai muốn sưu tầm cái lô sắn đẹp như thế này thì mình chọn cái lô sắn nha cả nhà, hoặc có thể mình lấy mỗi loại cây cũng được. Đây là mai giảo tự sắn. Rồi cái màu lá cẩm thạch này, cái gì mà đẹp quá chừng đây. Đây chính là thọ hương lá cẩm thạch nha khách ơi. Trời ơi, cái màu hồng của nó rất là đẹp luôn.
đợt cái lá non á cả nhà, nó còn đỏ đậm hơn nữa ha. Thì bây giờ hiện tại á là cây nó cứng cáp lắm luôn á quý khách, ghép cái gốc quấn rễ đẹp lắm rồi ha. Mẫu này á thì cả nhà xem nè, lấy bo được cũng được rất là nhiều, chỉ có 70.000 một cây thôi. Và quý khách lấy 4 cây là bên em bao ship, nếu như mình có thể là chọn với những cái giống khác nữa. Cả nhà xem nè, cái này ghép lâu rồi chứ không phải là mới ghép non chẹp đó, không phải mới ghép non chẹp như thế này. Lý do là cái màu da lươn của nó nè đó. Rồi ha, lấy bo được nhiều nha, cao tầm khoảng cỡ 40 cho đến 60 cm luôn. Rồi quý khách mình muốn sưu tầm á, cái dòng họ hương lá cẩm thạch hoa màu vàng thơm thì mình hãy chọn cái lô này. Và đây chính là cái dòng mai đột biến nha cả nhà, dòng mai đột biến ha. Rồi còn bên vườn mình còn rất là nhiều giống nữa, và em hẹn cả nhà mình video sau em sẽ giới thiệu thêm nữa ha. Thì vườn của em thì cũng có rất là nhiều loại nha cả nhà. Rồi đây là dòng mai cúc tây thi cả nhà ơi, một trong những cái dòng mai á là hoa rất là đẹp luôn, và phơm bông to nè, trời ơi nó nở nè như là cái bông hồng mới nở luôn ở e ấp nè, trời ơi y với bông hồng vàng luôn á cả nhà. Cúc tây thi ha, rất là đẹp. Thì dòng này bông chùm nè, lá cũng đỏ nè ha. Chiều cao á là nó tầm bây giờ khoảng cỡ 1.5 gang tay của mình thôi nè. Có lắc lượng nè, như cây này khoảng là 2 gang ha. Rồi, ghép cái gốc quấn rễ rất là đẹp luôn. Em Huỳnh ghép gốc nhớt, gốc mây vàng nhỏ, quấn rễ chậu C6 ha. Cây thì có thể khỏe để cho cả nhà mình sưu tầm. 70.000 một cây, 4 cây em Huỳnh bao ship và 10 cây em tặng một. Nó không có to lắm nha cả nhà, bởi vì đây là hàng mai giống nha. Huỳnh đang giới thiệu cho quý khách là hàng mai giống và mai ghép. Ghép chứ không phải dòng mai ương hạt nha khách ơi. Đây là dòng mai ghép cúc tây thi và mặt hoa đẹp như vậy luôn. Đó, bông chùm nha, bông chùm, xếp cái cánh cực kỳ khéo luôn. Rồi đây là cúc tây thi. Em giới thiệu thêm cho quý khách một loại nữa, đó là hoa hồng thanh tú. Đây nó có một số bông nó đang nở quá chừng nè cả nhà. Thì cây không cao lắm, chiều cao cũng khoảng cỡ 1.5 gang tay của mình thôi. Đây, mà nó có ít nhánh như thế này, về sưu tầm mình lấy bo nha. Đó, cái bông nè cả nhà, rất là đẹp ha. Rồi em bao giống nha, vườn Huỳnh bao giống cho mình luôn. Bông chùm, lá đỏ đậm luôn, 70.000 một cây, 4 cây em Huỳnh bao ship và 10 cây em tặng một. Quý khách có thể lấy mỗi loại cây cũng được. Rồi thích loại nào thì cả nhà mình cứ liên hệ cho vườn Mai Như Huỳnh qua số điện thoại là 0949234525 nha cả nhà. Rồi một số duy nhất bên vườn Huỳnh luôn. Tiếp theo nè. Rồi tiếp theo Huỳnh giới thiệu đây là dòng mai á là cúc không nhị hoàng huyết long nha. Cũng chỉ có 70.000 một cây luôn, 4 cây em Huỳnh bao ship và 10 cây em tặng một. Rồi loại này thì cũng được ghép với gốc quấn rễ rất là khỏe luôn ha. Cao cũng tầm khoảng cỡ 1.5 gang tay của Huỳnh thôi. Đó. Rồi bên đây em có cái dòng mai giới thiệu nữa cho mình, đó là Vạn Phúc. Dòng mai cúc Vạn Phúc cũng 70.000 một cây luôn ạ. Quý khách có thể lấy mỗi loại cây nha. Cây này được quấn rễ rất là đẹp luôn cả nhà. Rồi đây là Vạn Phúc nè, 70.000 một cây. Cái dòng này thì nó cực kỳ là nhặt nụ nè, nụ to nè, ít rụng nụ, và Quỳnh thấy là nói chung là bông nó rất là đẹp. Đây là mặt hoa của cúc Vạn Phúc nè cả nhà, bông chùm hoa thơm ha, mặt hoa nó như vậy luôn nè. Đó, tôi em giới thiệu cho quý khách một cái lô mai siêu bông Sài Gòn để sưu tầm lấy bo. Và cây này rất là cao khách ơi, cao từ khoảng cỡ 70 cho tới 1 mét mấy luôn, quá trời bo luôn á cả nhà. Cây á là phơm thẳng nha, em không có lắc lượng ha, quý khách nhìn xem nè. Được quấn rễ á, đa dạng mẫu mã luôn. Và cả nhà nhìn xem, cây này ai mà ý định là mình muốn lấy bo mình ghép á, với số lượng nhiều, hoặc là mình muốn trồng đất thì mình chọn cái lô này. Đây quý khách nhìn xem nè, nó rất là cao nha. Rồi bo này là bo vừa lấy hết luôn á nha cả nhà. Đó. Rồi em cho mọi người xem mặt hoa nè. Đây mặt hoa nè cả nhà. Rồi ha, chi tiết cây nè. Trời ơi, nó rất là đề đạm nha, rất là đề đạm luôn á cả nhà. Nó không mập lắm mà nó cũng không có ốm lắm ha. Đây, nói chung là mình sưu tầm mình lấy bo rất là nhiều luôn á, số lượng thì mình có cũng nhiều nha cả nhà. Rồi ai mà muốn có cái nhu cầu mà mình ghép cái dòng mà siêu bông Sài Gòn á thì hãy liên hệ cho Quỳnh. Chỉ có 100.000 cây thôi, 3 cây là em bao ship, 10 em tặng một. Ví dụ như lấy bo một cây như vậy, mình có thể lấy bắt đầu từ trên đây nè, dài xuống tới đây luôn nè cả nhà. Hả? Và những cái nhánh tẻ nữa nha, rất là nhiều bo luôn trời, nhiều lắm mọi người ơi. Đây nè, hả? Cây tốt mịt luôn nha, và không có uống hết cả nhà, Quỳnh để thân thẳng luôn. Rồi ai muốn sưu tầm thì mình chọn cái dòng này. Đây là siêu bông Sài Gòn nha khách ơi, siêu bông Sài Gòn ha, mình phân biệt giữa siêu bông Sài Gòn nha.
Đó, mình nhắc đi nhắc lại ha. Rồi tiếp theo em qua một loại khác nè. Rồi đây là mai cúc thọ hương, thì số lượng khoảng có 1000 cây cả nhà. Đó, cây nó cứng cáp lắm nha, lùng lực. Rồi em Quỳnh sẽ vô chi tiết cho mình xem nè. Rồi quý khách xem nè, được quấn rễ lộn xộn ha, lò xo, củ nở nè, quái rồi thỉnh thoảng có thú nữa. Và cái form của nó là form lùng lực ha. Nó có chi chèo nhánh và đặc biệt có nút nụ. À, nó có nút nụ rất là nhiều để cho mình về mình test mặt hoa. Rồi cả nhà xem nè, em sẽ quay một số cây cho cả nhà xem ha. Nó chiều cao trung bình nó là tầm khoảng cỡ 40 cho tới là 60 cm, 55-60 cả nhà. Ai cây như vậy nè, nó có quấn rễ hết nha. Và đặc biệt đó là nó hơi xem là gốc với bo nó đã gần bằng nhau rồi. Cây nhìn rất là cứng cáp ha. Em để xa thiệt là xa cho mình xem nè. Đó, cây nó nụ, bây giờ nụ rất là nhiều. Rồi quý khách có thể sưu tầm lấy bo được luôn cả nhà. Đó, vừa để ghép luôn. Và một cây như thế này nè cả nhà, một cây là chỉ có 60.000 một cây thôi. Và 5 cây là 300.000 là em Huỳnh bao phí vận chuyển ha. 10 cây là em tặng một. Và nó đều như vậy á. Đó, cả nhà xem nè, số lượng rất là nhiều ha. Rồi, quấn rễ đủ kiểu hết trơn luôn. Đó, cả nhà xem nút nụ nè, quá trời luôn á. À, một điều lưu ý á, nếu như quý khách á, là sợ thọ hương á, mà nó thưa nụ, nó thưa tàn, thì cỡ như nhỏ nhỏ vậy nè, là mình sẽ bấm chèo ha. Ví dụ như giờ cây này đi mình trồng xuống, mình muốn cho nó nhặt nhánh để nhặt tàn, nó lùng lực mà nó có nụ, thì mình sẽ ngay chỗ này nè, mình sẽ bấm ngọn thì nó sẽ ra chèo những chỗ mắc ngủ á. Đây ha. Rồi, có những quý khách mà không có thích phơm lùng á, mà thích phơm mà thông thông như vậy, có điều chi cành nhánh thì mình chọn những cây này. Nói chung là nó có nằm trong cái lô đó, là giống như em giới thiệu ha. Nó đa dạng như vậy á mọi người. Đó, nằm trong cái kích cỡ mà em giới thiệu luôn. Rồi đây nằm trong cái chậu là chậu C6 luôn cả nhà ơi. Cứng cáp nha, quấn rễ là đa dạng lắm. Rồi ai thích thì mình chọn cái lô này luôn cả nhà ơi. 60.000 một cây à, 5 cây em Huỳnh bao ship. Và quý khách có thể sưu tầm loại này với những loại khác bên vườn Huỳnh cũng được ha. Số lượng đều như vậy ha khách ơi. Rồi đây là dòng mai cúc thọ.